I got like a dirt bike. One exception is your. Bạn yêu quý, những ngày qua với cháu thật khó khăn phải không? Cô xin lỗi vì không giúp gì được cho cháu. Nhưng cũng thật may, vì những lúc như thế này, vẫn còn có cô Ngân, con cứu ở bên cạnh cháu. Và như thế, chúng ta vẫn thực sự là gia đình. Cô không ở xa cháu lắm nữa, và luôn dõi theo cháu. Cố gắng lên nhé, hai cháu yêu của cô. Cô gửi theo thư này là những vật bột mà ngày xưa bà được cho cô. Những vật này sẽ mang cho cháu may mắn và tất cả những lời cầu chúc tốt lành của cô. Thật thật là cháu. Cô Ngân. Amen.
thứ bảy à? Cũng được à? Bye.